mình tiếp tục đi ngủ cả nhà. Hiếu chào ngày mới cả nhà nhé. Hiếu cũng vừa ngủ dậy cả nhà. Hôm qua thì Hiếu tỉnh mấy lần vì cái lửa này nó tàn đi, mình phải dậy mình đẩy lửa vào. Hôm nay thì cái lán thì đã hoàn thành nhiều rồi, hầu như là xong rồi.
Hiếu vừa phát cái đường dẫn nước về cả nhà. Và mình nối những cây nứa nha. Bây giờ thì mình phải đục lỗ này. Những cây nứa dài luôn. Đó, cái lỗ vào. Vào cái suối này. Chơi những cây nứa dài cho mình đỡ chắp nhé, đỡ chắp nối nhé. Đó, trên cùng thì Hiếu chơi một cây này để mình có một cái lượng nước to lớn chảy về đây. Đây, mình sẽ tiến hành bắt nước từ đây này, từ cái chỗ nước chảy mạnh này.
Vậy là nước cũng đã về đến nơi rồi cả nhà. Bây giờ thì mình đã có thể sử dụng nước gần nhà rồi, không phải đi ra suối nữa. Ở dưới này là Hiếu phát hiện một cái lối này, lối trống này. Không biết là con gì nó đi mà nó đi lối rõ ràng luôn. Giờ mình đặt đây một cái nhé cả nhà. Giờ mình dùng mấy cái cây này cả nhà nhé, cái bé này. Mình làm một cái cạm này. Mình sẽ đặt ngay cái lối đi của nó nhé mọi người. Cái đòn kê này mình sẽ đặt dưới này, đòn đập này mình sẽ đặt ở trên. Đó, mình luồn vào dưới này. Đấy. Ra đằng này nó mạnh chưa? Nó mạnh lắm mọi người. Đó, rào quanh đây lại nhé. Cái này chim hôm Hiếu cũng bẫy được một con chim này. Bẫy này chim vẫn dính được. Mình rào nhưng mình tránh cái phần đầu này để cho nó đập xuống nha mọi người. Xong một cái. Nãy giờ thì Hiếu đặt được 5 cái đây nha cả nhà. Để mình xem ngày mai có kết quả không. Nếu mà có thì mình sẽ đặt nhiều. Và mình đặt thêm các loại cạm bẫy nữa nhé. Chứ cái cạm này đặt thì lâu. Nhưng mà cạm này được cái là hiệu quả cao. Trước giờ thì Hiếu hay đặt cái này bởi vì là đặt là thường hay được. Cái này mình đốt ở trên lán nên là mình chặt ngắn. Cái này khô rồi nhé. Củi gì nhìn cũng chắc. Củi này chắc là cháy đấy.
Nãy giờ Hiếu đào thì cũng được 3 luống rau đây cả nhà. Chỗ này rất là khó đào luôn, vì là đá này, bao nhiêu là đá nằm ở dưới này. Hiếu phải đào sới lên những viên đá to đó, rễ cây rồi đá. Cái đất này thì Hiếu nghĩ sẽ là tốt đấy, nhưng mà không biết thì ở trong rừng này sao. Trên này thì cây cối ấy, nên là mình sợ gieo xuống thì không biết là có lên được không. Đó, 3 luống nha.
Nãy giờ làm xong cái bàn đây cả nhà. Mình làm cái này để mình ngồi ăn cơm. Giờ thì mình đi nấu cơm, làm món thịt sóc hun khói nhé. Cùng thưởng thức cái bàn này xem sao cả nhà nhé. Nãy giờ thì Hiếu ướp cái sóc với lại tỏi ớt xong rồi. Đó, mình cho gia vị mình đảo qua rồi mình xào nha cả nhà. Thank you.
Tôi mời cả nhà dùng bữa với Hiếu nhé. Hôm nay thì Hiếu làm được cái bát tre này cả nhà. Đó. Cái này to. Ăn cái tô to quá. Đó, cái này cũng hai môi là đầy. Mình hầm một lúc nó nhừ luôn. Đây, Hiếu mời cả nhà dùng bữa với Hiếu. Miếng thịt sóc này. Mình nếm thịt sóc xem sao nào. Sóc mà mình hun khói này rồi thì nó sẽ dai. Cái thịt sóc thì nó không còn dai nữa, nhưng mà nó không được thấm gia vị lắm các bạn. Chuối này nó nhừ hết rồi. Ăn kèm với cơm ngon lắm.